Kính chào bà con cô bác. Hôm nay là 8 tháng 7. Em là Vũ Thành Tài, thay mặt Hoa Hồng Đen đón bé cho bầu sắp sinh. Hoa Hồng Đen đáng lý cũng không có nhận nữa, nhưng mà bé này bị chủ bỏ. Bé này bị chủ bỏ thì người ta dặn là người ta không có đem bé theo. Rồi cái bầu sắp sinh nữa nên Hoa Hồng Đen tiếp nhận về máy ấm. Máy ấm Hoa Hồng Đen cũng đang khó khăn vậy nên không có nhận nhiều bé nữa. Hoa Hồng Đen xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Hoa Hồng Đen xin chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước dồi dào sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Đây là bé chó ở Gò Vấp, người ta nuôi mà bây giờ bé có bầu rồi, chủ không muốn nuôi nữa cho nên là chủ kêu cho. Thì cái chị ở cái bên á, chị mới gọi điện cho Hoa Hồng Đen, chị năn nỉ. Hoa Hồng Đen từ chối nhưng mà chị năn nỉ. Chị nói bây giờ bé đang có bầu mà cho người ta như vậy, lỡ người ta ăn thịt thì tội nghiệp bé lắm. Cho nên là năn nỉ Hoa Hồng Đen cố gắng nhận thêm bé để cho bé về máy ấm. Thì ban đầu thì Hoa Hồng Đen từ chối dữ lắm, nhưng mà chị đó khóc quá trời luôn. Thì Hoa Hồng Đen thấy vậy nên gọi anh Tài đi qua bên Gò Vấp rước và đón bé về. Tại hiện tại thì máy ấm cũng khó khăn về mọi thứ, từ kinh tế, rồi gạo, thức ăn, rồi thuốc, cũng như là duy trì trạm đang trong cái giai đoạn khó khăn. Thì Hoa Hồng Đen cũng không muốn nhận nữa, nên là chị này chỉ gọi, chỉ khóc quá đi. Hơn nữa là bé này đang có bầu, nên là Hoa Hồng Đen thấy tội quá thôi. Đó, cho nên dặn bé về. Giờ bé đã về tới máy ấm rồi nè. Đó, để xuống đi anh Tài. Anh Hiếu ơi, để nó đâu nè anh Hiếu ơi. Này chắc cũng đẻ mấy lứa rồi đó. Hiền không? Ê, Đen, đón bạn hả Đen? Đó. Này cô chú. Đó. Thì cũng xin là cô chú thương các bé ở đây. Nó thật sự thì Hoa Hồng Đen cũng không có muốn từ chối đâu. Bây giờ cái khả năng của mình đã hết rồi. Nói chung là những gì có thể làm thì Hoa Hồng Đen đã làm hết rồi. Cho tới ngày hôm nay thì máy ấm cũng quá tải rồi. Đó. Từ cái ăn ở của các bé đều full hết rồi. Cho nên là để nhận các bé vô tiếp theo nữa thì nó sẽ rất là khó khăn. Tại vì cái ăn nó đang thiếu. Mà thêm một miệng ăn thì các bé ở trạm phải chia sẻ cái miếng ăn hiện tại cho các bé mới. Cho nên là cũng khó. Không phải là Hoa Hồng Đen không có lòng đâu, tại không đủ sức thôi. Thì cũng xin cô chú thương các bé ở đây như là thương Hoa Hồng Đen, hỗ trợ trên cái bước đường Hoa Hồng Đen đang đi, để cho các bé có được một mái ấm, có được bữa cơm sống qua ngày hết kiếp của mình. Hoa Hồng Đen cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nói chung thì Hoa Hồng Đen cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Mong rằng cô chú anh chị hiểu được những gì mà Hoa Hồng Đen làm, cũng như là những nỗi khổ tâm mà Hoa Hồng Đen đang phải mang. Thì nói chung Hoa Hồng Đen làm thì Hoa Hồng Đen không ngại, chỉ mong rằng con đường này mình được bước tiếp. Không vì một cái lý do gì đó mà mình phải từ bỏ, nhưng mà có những thứ không phải mình muốn là được. Giống như bây giờ đi, cô chú nghĩ đi, mình muốn đi nhưng mà điều kiện và kinh tế không cho phép, bắt buộc rồi, chứ không ai mà có thể nói được tôi có bản lĩnh. Bản lĩnh nó không bằng điều kiện đâu cô chú. Cho nên là Hoa Hồng Đen hy vọng rằng các bé sẽ được cô chú yêu thương và quan tâm thêm nữa, để cho các bé cũng như là Hoa Hồng Đen có thể yên tâm duy trì đời sống cho các bé, để các bé có được mái nhà chung, không bị bạo hành, không bị bán, không bị bỏ nữa. Rồi Hoa Hồng Đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cuối video thì Hoa Hồng Đen cũng xin chúc cô chú luôn dồi dào sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống.
Cảm ơn cô chú luôn ủng hộ kênh và yêu thương máy ấm cũng như là yêu thương các bé tại máy ấm Hoa Hồng Đen. Cảm ơn cô chú rất là nhiều.